Quyển 8 phần chánh văn và giảng giải kinh văn. A nan, như thị chúng sinh nhất nhất loại trùng diệp các các cụ thập nhị điện đảo do như niết mục loạn hoa phát sinh. Việt dịch. A nan, như vậy chúng sinh trong mỗi mỗi loài cũng đều đủ cả 12 thứ điện đảo, cũng như dụi con mắt thì các thứ hoa đốm phát sinh ra. Giảng giải. A nan, như vậy chúng sinh trong mỗi mỗi 12 loài đã nói qua cũng đều đủ cả 12 thứ điện đảo. Tôi đã nói qua về các loại điện đảo, và mỗi loại đều có sự liên quan đến 12 loại điện đảo khác. Sự vọng niệm và tình trạng điện đảo đều khởi từ nhận thức sai lầm. Cũng như dụi con mắt thì các thứ hòa đốm phát sinh ra. Nếu quý vị ấn dụi đầu ngón tay lên mắt, quý vị sẽ thấy rất nhiều hòa đốm giả tạo chập chờn trước mắt. Nếu buông ra, các hình ảnh ấy biến mất. Chỉ vì quý vị bám trước theo vọng niệm điên đảo nên không vượt thoát khỏi vòng luân hồi của 12 loại chúng sinh. Nếu chúng ta đừng đuổi theo vọng niệm điên đảo, hãy quay trở lại với ánh sáng, với sự sáng nội tại và nhĩ căn để lắng nghe tự tánh, vậy quý vị sẽ phá vỡ vô minh, mọi hư giả sẽ biến mất. Kinh văn. Điên đảo diệu viên chân tịnh minh tâm cụ túc như tư hư vọng loạn tưởng. Việt dịch. Chân tâm diệu viên trong sạch sáng suốt mà điên đảo thì đầy đủ những loạn tưởng giả dối như vậy. Giảng giải. Từ nhận thức sai lầm sinh ra điên đảo làm thành vọng niệm, trong tự tính như lai tạng vô minh nhóm khởi, từ căn bản chân tinh sinh ra sai lầm giả tạo, tâm thanh tịnh và trong sáng trở nên đầy rẫy những vọng tưởng không chân thật. Kinh văn. Nhữ kim tu chứng Phật Tam Ma Đà Hư Thị Bổn Nhân Nguyên Sở Đã Tưởng Lập Tam Tiệm Thứ Phương Đắc Trừ Diệt. Việt dịch. Này ông tu chứng Tam Ma Đà của Phật, vậy đối với tư tưởng cảm loạn là nguyên nhân cõi gốc của điên đảo, nên lập ra ba tiệm thứ mới diệt trừ được. Giảng giải. Này ông tu chứng Tam Ma Đà của Phật, vậy đối với tư tưởng cảm loạn là nguyên nhân cõi gốc của điên đảo, nên lập ra ba tiệm thứ. Ông phải lập ra ba loại tiệm thứ và lần lượt tu tập, vậy mới diệt trừ được mọi loạn tưởng. Kinh văn. Như tịnh khí trung, trừ khứ độc mật, dĩ trừ thang thủy, tinh tạp hồi hương, tiễn địch kỳ khí, hậu chữ cam lồ. Việt dịch. Cũng như bình đựng trong sạch, trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các chất cho, chất thơm rửa sạch bình, sau đó mới đựng cam lồ. Giảng giải. Cũng như bình đựng trong sạch, trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các chất cho, chất thơm rửa sạch bình. Bình đựng trong sạch có nghĩa vật thể có căn bản trong sạch, tượng trưng tính của Như Lai Tạng vốn có trong tất cả chúng ta, không bao giờ diệt mất. Mật độc tượng trưng cho vô minh và phiền muộn của con người. Nước nóng biểu hiện Phật Pháp sẽ làm trong sạch chúng ta. Rửa sạch là quay trở lại tự tánh của Như Lai Tạng, sau đó mới được cam lồ. Có thể là trí tuệ chân thật của chúng ta. Nó giúp chúng ta hướng đến đạo giác ngộ. Nó còn tượng trưng nước cam lồ. Kinh văn. Vân hà danh vi tam trùng tiệm thứ, nhất giả tu tập trừ kỳ trợ nhân, nhị giả chân tu khô kỳ tránh tánh, tam giả tăng tiến vi kỳ hiện nghiệp. Việt dịch. Thế nào gọi là ba loại tiệm thứ? Một là tu tập trừ các trợ nhân, hai là chân tu gột sạch chính tính, ba là tăng tiến trái lại hiện nghiệp. Giảng giải. Thế nào gọi là ba loại tiệm thứ? Một là tu tập trừ các trợ nhân, đấy là các nguyên nhân tạo tác nghiệp. Hai là chân tu gột sạch chính tính, tức dọn sạch những nghiệp chướng như tham sân si. Ba là tăng tiến trái lại hiện nghiệp. Tiến trình tu tập của con người là không còn tạo thêm nghiệp mới trong cuộc sống hiện tại. Kinh văn. Vân hà trợ nhân, A nan, như thị thế giới thập nhị loại xanh, bất năng tự toàn, y tứ, thực, trụ, sở vị đoạn thực, xúc thực, tư thực, thức thực. Thị cố Phật thuyết nhất thiết chúng sanh giai y thực trụ. Việt dịch. Thế nào là trợ nhân? A nan, đấy là 12 loại chúng sinh trong thế giới không thể tự toàn, phải nương theo bốn cách ăn mà an trụ, nghĩa là nương theo đoạn thực, sát thực, tư thực và thức thực. Vậy nên Phật bảo tất cả chúng sinh đều nương vào cái ăn mà an trụ. Giảng giải. Thế nào là trợ nhân? Có những trợ nhân tạo nghiệp lành, có trợ nhân tạo nghiệp ác. Ở đây Đức Phật nói đến các nhân dẫn đến nghiệp xấu. A nan, đấy là 12 loại chúng sinh trong thế giới như đã nói qua không thể tự toàn, phải nương theo bốn cách ăn mà an trụ.
mọi người đều phải ăn để sinh tồn, nghĩa là nương theo đoạn thực, chia cắt thành từng miếng, từng phần để ăn. Đấy là cách ăn của chư thiên lục dục, của Atula, con người và súc sinh, súc thực, quỷ và thần, ăn theo cách đụng chạm thức ăn, và lại ở cõi trời cũng dùng theo lối này. Tư thực, cách dùng tư duy thiền định để ẩm thực, đấy là cách chư thiên sắc giới. Và thức thực, lấy thức làm thức ăn, đấy là cách chúng vô sắc và chư thiên phi tưởng phi phi tưởng. Vậy nên Phật bảo tất cả chúng sinh đều nương vào cái ăn mà an trụ. Sau khi Phật thành đạo, một phá lối nhịn ăn tu khổ hạnh, Ngài nói pháp, tất cả các chúng sinh phải nương theo cách dụng thực mà an trụ. Đấy là chính giác chính ngữ. Các tiên ngoại đạo cười bảo, đứa bé và cả người ngu đều biết, sao lại nói là chính giác chính ngữ? Phật hỏi lại, các ông biết dụng thực có bao nhiêu loại không? Các ngoại đạo lặng im không đáp. Nhân đó Phật nói về bốn cách dụng thực an trụ. Kinh văn: A Nan, nhất thiết chúng sanh thực cam cố sanh, thực độc cố tử, thị chư chúng sanh cầu tam ma đề, đường đoạn thế gian, ngũ trùng tần thái. Việt dịch: A Nan, tất cả chúng sinh dùng thức ăn lành thì sống, ăn thức ăn độc thì chết. Vậy các chúng sinh cầu tam ma đề nên dứt bỏ năm loại rau cay trong thế gian. Giảng giải: bài văn này luận về giai đoạn thứ nhất, loại trừ đi trợ nhân, tức cá nhân giúp đỡ, năm món cay nồng làm tăng thêm nghiệp xấu, vậy nên bước đầu phải loại bỏ điều này. A Nan, tất cả chúng sinh dùng thức ăn lành thì sống, ăn thức ăn độc thì chết. Tất cả chúng sinh bao hàm 12 chủng loại thức ăn lành, nguyên văn cam lồ, chỉ thực phẩm, thức ăn không độc hại, có nhiều dinh dưỡng. Thức độc ở đây không phải là độc dược làm chết người, mà là chỉ năm loại rau cay, loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, làm giảm đi tuổi thọ, chứ không phải ăn vào là chết ngay. Vậy các chúng sinh cầu tam ma đề nên dứt bỏ năm loại rau cay trong thế gian. Giai đoạn đầu tiên là dứt trừ trợ nhân, không dùng năm loại cay nồng, tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén, hương cừ. Kinh văn: thị ngũ trùng tân, thục thực phát dâm, sanh đạm tăng khỏe. Việt dịch: năm loại rau cay này ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì tăng thêm lòng giận. Giảng giải: năm loại rau cay này ăn chín thì phát lòng dâm, ăn thịt cũng bị tác động như vậy. Đấy là lý do tại sao người tu hành không nên ăn thịt. Năm món cay kích thích làm khởi lòng ham muốn, đặc biệt ở đây là chỉ sự ham muốn dâm dục khoái lạc, ăn sống thì tăng thêm lòng giận. Cách ăn như thế làm cho con người ngốc nghếch hơn, lý trí và tính cách bị mất đi. Một khi không còn sáng suốt thì không sao phân biệt được phải trái. Các sự việc bất ngờ xảy ra họ không nhận rõ sự thực, các vấn đề trở thành chướng ngại không giải quyết được. Và cách duy nhất là tức giận, ăn thịt cũng bị tác động, dễ sinh lòng giận dữ. Dùng càng nhiều năm loại rau cay, tính khí nóng giận càng tăng trưởng mạnh. Kinh văn: như thị thế giới thực tân tri nhân, túng năng tuyên thuyết thập nhị bộ kinh, thập phương thiên tiên hiểm kỳ xú uế, hàm giai viễn ly, chư ngạ quỷ đẳng nhân bỉ ẩm thực, đề kỳ thần vẫn thường giữ quỷ trụ, phước đức nhật tiêu trường vô lợi ích. Việt dịch: như vậy trong thế giới, những người ăn rau cay đó dù giảng nói được 12 bộ kinh, thiên tiên mười phương hiểm vì nó hôi nhớp nên đều tránh xa. Các loài ngạ quỷ nhân lúc người kia ăn rau cay xong bèn liếm môi mép người đó. Người ấy thường ở với quỷ một chỗ, phúc đức ngày càng giảm, hằng không được lợi ích. Giảng giải: như vậy trong thế giới, những người ăn rau cay đó dù giảng nói được 12 bộ kinh, thiên tiên mười phương hiềm vì nó hôi nhớp nên đều tránh xa. Đây là nói về những người ăn rau cay hoặc uống rượu ăn thịt. Nói khác đi, chư thiên thánh sẽ không hộ vệ người ăn uống như vậy. Thân thể họ sẽ bốc mùi, các thức ăn thịt bò, hành, tỏi, nách tiết ra mùi hôi, khiến không ai dám đến gần họ. Có một số người giảng nói được 12 bộ kinh như một bậc đại trí tuệ, nhưng nếu họ dùng thức ăn không trong sạch thì lắng nghe họ chỉ có bọn quỷ, còn thần thánh thì không nghe. Quỷ đói và rất nhiều loại sinh vật cũng không dùng các thức ăn như thế. Các loài ngạ quỷ nhân lúc người ta ăn rau cay xong, tức năm loại rau cay, bèn liếm môi mép người đó. Sau khi người đó ăn xong các thức ăn nặng mùi,
Mùi vị tăng nồng ấy kích thích các quỷ tiến tới, bọn chúng sẽ ngửi và thưởng thức năm vị nồng của rau. Quỷ ăn bằng cách xúc chạm, như chúng ta đã học qua, chúng sẽ trụm lại quanh người dùng thức ăn bất tịnh và dùng tay sờ soạng vào người ấy. Quý vị không nhìn thấy nhưng thực sự là chúng hành động như vậy. Người ấy thường ở với quỷ một chỗ, phúc đức ngày càng giảm, hàng không được lợi ích. Rất rõ ràng và đơn giản, đoạn này ác định người ăn năm loại rau cay cuối cùng cũng hợp chung với quỷ. Quỷ thường xuyên bám theo, mặc dù mọi người không để ý tới sự thực ấy, phúc và đức cũng vì vậy mà giảm đi nhiều. Kinh văn: Thị thực tân nhân tu tam ma địa, Bồ Tát thiên tiên thập phương thiện thần, bất lai thủ hộ, đại lực ma vương đắc kỳ phương tiện, hiện tác Phật thân, lai vì thuyết pháp, phi hủy cấm giới, tán dâm nộ si. Việt dịch: Người ăn rau cay đó tu phát tam ma đề, Bồ Tát thiên tiên, mười phương thiện thần chẳng đến giữ gìn ủng hộ, đại lực ma vương được phương tiện đó hiện làm thân Phật, đến thuyết pháp cho người ấy chê phá giới cấm, ngợi khen dâm dục, nóng giận, si mê. Giảng giải: Người ăn rau cay đó tu phát tam ma đề, Bồ Tát thiên tiên, mười phương thiện thần chẳng đến giữ gìn ủng hộ. Đoạn này ám chỉ người nào? Đấy là những người dùng năm loại rau cay, người đó có thể là quý vị, là tôi. Tại sao hộ pháp và thiện thần lại không bảo vệ những người như thế? Đấy là vì họ nặng mùi, có mùi hôi nồng khó chịu. Các hộ pháp ưa thích trong sạch, họ tránh xú uế nên không đến hộ vệ những người như thế. Tuy nhiên, căn bản các thần hộ pháp là chú ý sự tu tập. Nơi các vị ấy trú ngụ thì không có ma quỷ, nơi không có hộ pháp thì ma quỷ được nhiều thuận lợi. Hộ pháp và thiện thần đích thực là những người bảo vệ và gia hộ người tu hành, nhưng trong trường hợp này họ không đến giúp. Đại lực ma vương được phương tiện đó hiện làm thân Phật, đến thuyết pháp cho người ấy. Khi ấy không có hộ pháp, đại lực ma vương sẽ hiện đến nhóm họp cùng người ấy. Đại lực của ma vương như thế nào? Đó là họ có thể hiện ra thân Phật. Tôi có lời khuyên, nếu sau này quý vị đạt được Phật nhãn, quý vị sẽ thấy Phật hoặc Bồ Tát hoặc thiện thần hiện đến. Nếu các vị đó là thật, thì ánh sáng của họ rất đỗi thanh tịnh và mát lạnh. Khi ánh sáng ấy chạm vào người, quý vị sẽ cảm thấy rất đỗi thư thái dễ chịu mà không sao biết được. Đấy là bậc thánh chân thật. Còn như với quỷ, chúng chỉ tỏa ra sức nóng. Tuy nhiên phải cần có trí tuệ mới phân biệt được sự khác biệt ấy. Dĩ nhiên sức nóng ấy không phải nóng như lửa, mà đấy là hơi nóng của ánh sáng quỷ, trong khi ánh sáng Phật không như vậy. Một cách phân biệt nữa là lời pháp của Phật và quỷ. Đại lực ma vương sẽ hiện đến chê phá giới cấm, ngợi khen dâm dục, nóng giận, si mê. Chúng sẽ nói, đừng giữ giới, đó chỉ là hạnh của tiểu thừa. Những giới cấm của đại thừa như sát sinh, trộm cắp, tà dâm chẳng là gì cả. Nếu các người sát sinh cũng chẳng phá giới gì, cả trộm cắp tà dâm cũng vậy. Đừng vướng mắc vào điều nhỏ nhặt ấy, đừng phân biệt chi tốt xấu, phá giới không hại gì. Khi chưa thọ giới, quý vị có làm điều gì cũng không kể là phạm giới. Nhưng một khi đã thọ giới, chẳng hạn giới cấm sát sinh, nếu chúng ta có hành động sát sinh, tất nhiên là phạm giới rồi. Tại sao? Vì quý vị biết rõ hành động đó là sai lầm, nhưng vẫn phạm phải. Nếu biết giới cấm trộm cắp, nhưng lại đi trộm cắp, vậy là phá giới. Quý vị có tà dâm trước khi thọ giới cũng không xem là phá giới. Đấy là hành động thái quá. Nhưng khi quý vị hướng đời mình vào đường tu, thì hành động đó là phạm giới. Hành động nói dối cũng vậy. Nhìn chung tất cả những gì quý vị biết, nếu quý vị biết thì đó là biết, và nếu không biết thì đó là không biết. Quý vị không thể nói không biết khi mình biết, hoặc nói biết điều mình không biết. Quý vị không thể nói quanh co này nọ. Cái tâm thẳng thắn chính là đạo tràng vậy. Có vài người sẽ nghĩ, vâng, vậy nếu tôi không làm gì sai trái thì tôi không phạm giới, đúng chứ? Nhưng giờ đây quý vị đã biết đó là điều nên làm. Nếu như không thọ giới thì việc tu học của quý vị sẽ không thể tăng tiến được, cho dù có học Phật đạo cả đời cũng vậy. Do đó, biết thọ giới là điều tốt, chúng ta nên thọ giới và giữ giới thật cẩn thận. Đối với ma vương, bọn chúng chỉ ra sức vu khống và phá hoại giới cấm, ngăn trở quý vị thọ giới. Chúng tán dương sự dâm dục, đó là đại sự. Chúng nói càng dâm, các người sẽ có được phẩm tính cao quý của hàng Bồ Tát. Chẳng hạn như Osu Lama mỗi ngày phải có từ 200
đến 300 phụ nữ. Nhưng sau đó tụ tập cũng trở thành hỏa đầu kim cang. Vậy là thế nào? Thực ra ngay khi Ma Vương lên tiếng khen ngợi sự dâm, thì quý vị biết đó không phải là Phật chân chính rồi. Sự giả dối lừa phỉnh có nghĩa là si và hành động điên đảo. Phần trước chúng ta đã bàn qua. Nhân trong thế giới có ngũ độn luân hồi điên đảo về si nên hòa hợp với ngoan, thành ra 84.000 loạn tưởng khổ cảo. Và các chủng vô tưởng ấy hóa làm đất cây vàng đá. Dĩ nhiên không phải chúng vô tưởng nào cũng hóa ra như vậy. Điều đó chỉ thỉnh thoảng xảy ra trong thời kỳ giai đoạn nào đó. Ở đây Ma Vương khen ngợi sự hư giả dối trá. Chúng cho rằng ngu si là điều tốt, có như vậy chúng mới dễ dàng sai khiến. Khi quý vị tin tưởng chúng, tất sẽ trở thành quyến thuộc của bọn ma quỷ ấy. Gần đây ở Ấn Độ xuất hiện cuốn sách đề cao pháp tu mật trong quan hệ nam nữ. Đây là sách của quỷ viết ra. Bọn chúng tán dương sự hành dâm và không muốn con người từ bỏ điều ấy. Chúng bảo hành dâm sẽ được thành Phật. Thế nhưng Phật là thanh tịnh, là trong sạch, không tạp nhiễm những hỗn loạn nhơ bận. Trong ngôn ngữ Trung Quốc, chữ hôn trong kết hôn hôn nhân gồm chữ nữ ghép với chữ hôn, có nghĩa là hỗn loạn hồn ám. Như vậy từ kết hôn cũng đã hàm ý sự đánh mất trí tuệ. Đời sống con người như tiêu phí trong đêm, trong bóng tối và bất tịnh. Điều đó cũng như ngủ ngày, khi ngủ thì hầu như quên hết mọi sự. Đấy là si, là mê, là từ kết hôn trong tiếng Trung có ý nghĩa biểu tượng như vậy. Tuy nhiên khi tôi nói về hôn nhân, không phải mọi trường hợp đều như vậy. Quý vị phải nhìn vấn đề linh động hơn, không thể cứ chết cứng theo quan điểm của mình. Mặc dù tôi nói hôn nhân là sự phức tạp rối rắm, thì quý vị phải cố gắng hiểu rõ sự phiền tạp ấy. Quý vị có thể dấn vào mọi sự phiền tạp, nhưng đừng để bị quay cuồng trong mớ hỗn độn ấy. Đức Thích Ca Mâu Ni kết hôn nhưng Ngài vẫn sáng suốt hơn người. Khi quý vị nghe nói người ăn 5 loại rau cay sẽ có quỷ đến hôn lên môi miệng người đó, quý vị có cảnh giác. Nếu không sợ hãi, các vị sẽ thấy điều đó chẳng là gì cả, còn như xem đấy là lời nhắc nhở cảnh tỉnh. Hãy dừng ăn 5 loại rau ấy. Nếu không dùng, thiện thần sẽ gia hộ quý vị, còn bọn quỷ thần sẽ đánh xa. Nếu quý vị kết hôn và luôn cảnh giác, luôn thức tỉnh, quý vị sẽ không xa vào những mê mờ hỗn loạn và phức tạp. Quý vị cũng đừng hiểu lầm rằng tôi phản đối sự kết hôn của mọi người, không phải vậy. Ở đây tôi chỉ nói qua vài điểm cơ bản trong vấn đề hôn nhân thôi. Kinh văn: Mạng trùng tự vi, ma vương quyến thuộc, thọ ma phước tận, đọa vô gián ngục. Việt dịch: Đến khi mệnh trùng tự người ấy làm quyến thuộc của ma vương, khi hưởng thụ phúc ma đã hết thì đọa địa ngục vô gián. Giảng giải: Đến khi mệnh trùng tự người ấy làm quyến thuộc của ma vương, đây là nói đến người ăn 5 loại rau cay. Bởi vì ăn như thế, các thiện thần Bồ Tát sẽ không ủng hộ họ. Do đó, các ma vương có đại lực sẽ tiến đến bên họ. Ma vương biến làm thân Phật và nói pháp của quỷ, ngợi khen dâm dục, tức giận và ngu si. Sự hỗn loạn của quỷ làm con người đánh mất đi trí tuệ chân chính, thay vào đó là tà kiến, tà đạo. Ma vương bảo dâm là điều tốt. Hãy tin như vậy, Phật đã nói với tôi như thế. Ngài bảo chẳng hề gì đâu. Cái đó gọi là cướp con của người khác. Đấy là nhận ma vương ra Đức Phật. Vậy nên khi mệnh trung họ sẽ trở thành quyến thuộc của ma vương. Khi phúc báo thế gian đã hết, họ chết đi và ngoãn ngoãn theo bọn ma. Khi hưởng thụ phúc ma đã hết thì đọa địa ngục vô gián. Quỷ ma cũng có cái phúc riêng của chúng. Có người tu niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nhưng người này đặc biệt rất ham thích vàng bạc. Anh ta tụng danh hiệu Phật chỉ vì nghe nơi tịnh độ đất toàn bằng vàng, y hình dung khi được ở nơi đó mình sẽ có vô số vàng. Ngày nọ, anh ta thấy Phật A-di-đà đến bảo: Hôm nay người vãng sinh cực lạc, hãy lấy vàng bạc của người đi. Anh ta bèn đến tòa sen của Di Đà gom lấy 400 đến 500 thỏi vàng, nhưng vừa mang đến tòa sen của mình thì tất cả đều biến mất. Ồ, người đó nghĩ, thì ra Phật Di Đà cũng ham tiền, ông ấy lấy hết vàng của mình rồi. Trong khi đó, những người đến nhà người ấy viếng tang, có một con lừa mới sinh ra đã chết. Mọi người thấy bụng con lừa căng cứng và nặng, khi mổ ra xem thì lạ chưa, vàng bạc từ bụng con lừa đổ ra. Đến lúc ấy mới biết rõ người kia tu
lòng tham nặng thế nào, và anh ta cũng đã quyết không giỏi Đức Di Đà. Khi chết đi, anh ta biến thành con lửa nhỏ. Hẳn nhiên anh ta biết hình ảnh Di Đà hiện đến kia không phải là thật. Nhiều chuyện lạ như thế, vậy Phật Di Đà có thật không? Hẳn nhiên là có thật rồi, nhưng vì tri kiến con người lệch lạc nên không biết, không phân biệt được đâu là thực, đâu là giả. Trong trường hợp đó, chúng ta phải làm thế nào? Phải hết sức cẩn thận, đừng tham lam. Bất cứ ai có tư tưởng vãng sinh cực lạc để có được vàng sẽ chẳng được gì hết. Mặc dù đất tịnh độ toàn vàng ròng, quý vị cũng chẳng sở hữu cho riêng mình được tí gì. Tu hành là buông bỏ mọi ý tưởng sở hữu. Đoạn kinh văn này nói về người ăn năm loại rau cay, tri kiến lệch lạc, xa vào tà kiến. Đầu tiên họ trở thành quyến thuộc của ma vương, sau đó thì đi vào địa ngục. Đoạn lại đi đâu nữa không ai biết được. Kinh văn: A Nan, tu Bồ Đề giả vĩnh đoạn ngũ tân thị tắc danh vi đệ nhất tăng tiến tu hành tiệm thứ. Việt dịch: A Nan, người tu đạo Bồ Đề phải đoạn hẳn năm loại rau cay, đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Giảng giải: A Nan, ông nghe đấy chứ, người tu đạo Bồ Đề, bất cứ người nào theo đạo Bồ Đề phải đoạn hẳn năm loại rau cay. Quý vị phải quyết định dứt khoát không dùng tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén. Nếu cứ ăn các thứ ấy, cuối cùng quý vị cũng sẽ họp cùng ma vương, còn tránh đi tất sẽ thành tùy tùng của Phật. Đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Bước tiến thứ nhất là tu hành đạo pháp. Trong tu tập phải dứt bỏ mọi căn nhân sinh ra nghiệp ác. Năm loại rau cay là trợ lực của các ma vương, quý vị đừng coi thường. Ngũ tân sẽ khiến quý vị mê mờ và hỗn loạn, nó làm chúng ta thành bất tịnh. Sự bất tịnh đó càng làm ma vương thêm thích thú. Kinh văn: Vân hà chánh tánh, A Nan, như thị chúng sanh nhập tam ma địa, yếu tiên nghiêm trì thanh tịnh giới luật. Việt dịch: Thế nào là chánh tính? A Nan, chúng sinh như vậy vào tam ma địa chủ yếu trước hết là nghiêm chỉnh giữ giới thanh tịnh. Giảng giải: Giai đoạn tiệm thứ đầu tiên là trừ dứt trợ nhân, chẳng hạn như thích ăn thịt. Giai đoạn thứ hai, liên hệ tính chất của nghiệp chướng. Thế nào là chánh tính? A Nan, chúng sinh như vậy vào tam ma địa chủ yếu trước hết là nghiêm chỉnh giữ giới thanh tịnh. Tính chất của nghiệp chướng, tức là tác động chỉ giới, chủ yếu là chỉ sự xác định từ chính mình và thọ giới là điều cần thiết để tu hành. Bất cứ điều gì quý vị đã làm trước khi thọ giới đều không kể là phạm giới. Vì quý vị không biết, không biết thì không phải là phạm giới. Nhưng một khi mình đã thọ giới rồi thì dứt khoát không bao giờ sai phạm. Trước khi nghe về giới cấm, quý vị có thể thích thú hành động những gì mình ưa thích, cho dù không đúng luật, nhưng khi đã học tập và thọ giới thì chúng ta không nên phạm phải những sai lầm như trước đó. Kinh văn: Vĩnh đoạn dâm tâm, bất san tiểu nhục, dĩ hỏa tịnh thực, vô đạm sanh khí. A Nan, thị tu hành nhân, nhược bất đoạn dâm, cập giữ sát sanh, xuất tam giới giả, vô hữu thị xứ. Việt dịch: Đoạn hẳn lòng dâm, chẳng dùng rượu thịt, chỉ ăn thức ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. A Nan, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát sinh mà ra khỏi được ba cõi thì không thể nào có lẽ như vậy. Giảng giải: Đoạn hẳn lòng dâm. Dâm là yêu thích và ham muốn, nó xuất phát từ vô minh. Lòng yêu thương không bắt nguồn từ vô minh, là loại tình cảm như của người chồng, người vợ hoặc trẻ con. Đấy là tình cảm xuất phát từ lòng mong muốn người khác được vui vẻ, hoàn toàn không có tính ích kỷ. Họ phải chẳng dùng rượu thịt, họ chỉ dùng các thức chay trong sạch. Cái hại của rượu thịt là gì? Rượu và các chất cồn thường làm tâm tính hỗn loạn. Khi dùng chất cồn, quý vị sẽ không tập trung tinh thần được, nhất là khi chúng ta ưa thích thức uống này. Trước đây tôi có kể qua câu chuyện một người dùng chất say mà phạm các giới. Một người nếu không uống rượu, tâm trí anh ta sẽ không hỗn loạn, không có những hành động điên đảo. Một lý do khác nữa là mùi rượu cồn có tính hấp dẫn người quỷ, nhưng các Bồ Tát thiện thần đều đánh xa, họ không thích mùi hăng nồng như thế. Bồ Tát và các A-la-hán xem mùi rượu cũng như chúng ta đối với mùi nước tiểu vậy. Đối với họ đó là mùi hôi hám rất khó chịu.
Con người không thích gần gũi nhà vệ sinh hầm phân cống rãnh, thế nhưng họ lại dành nhiều thời gian thưởng thức các món ăn rất hôi hám, khó chịu. Hơn nữa, rượu và thịt rất kích dục. Người tu hành chắc chắn sẽ lánh xa các thức ăn uống ấy. Họ chỉ ăn thức ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. Các thức ăn phải được nấu chín, ngay cả rau cải cũng phải vậy, vì ăn rau sống dễ sinh lòng nóng giận. A Nan, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát sinh mà ra khỏi được ba cõi thì không thể nào có lẽ như vậy. Dâm dục ở đây là tà dâm, là tư tưởng bất chính đối với người học Phật. Kinh văn: thường quán dâm dục do như độc xà, như kiến oán tặc, tiên trì thanh văn, tứ khí bát khí, chấp thân bất động, hậu hành Bồ Tát, thanh tịnh luật nghi, chấp tâm bất khởi. Kinh văn: nếu xem sự dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù, trước hết phải giữ tứ khí bát khí của giới luật thanh văn, nắm giữ thân không để lay động. Sau đó hành trì luật nghi thanh tịnh Bồ Tát, nắm giữ tâm không vọng khởi. Giảng giải: nếu xem sự dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù, hết sức chú ý điều này. Sự dâm dục như loài rắn độc, nếu để nó cắn tất sẽ mất mạng. Hãy xem dâm dục là điều rất nguy hại, không thể coi thường được. Ngay cả ý nghĩ về dâm cũng không được động khởi. Tại sao? Bởi vì trí tưởng tượng có sức mạnh như hổ sói vậy, đừng thân cận với loài thú ấy nếu không muốn mất mạng. Hoặc hãy xem những ý nghĩ ấy như giặc loạn, như tên trộm nguy hại đến tính mạng. Trước hết phải giữ tứ khí bát khí của giới luật thanh văn, nắm giữ thân không để lay động. Quý vị phải giữ giới thanh văn, tránh sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối. Cả tỳ kheo và tỳ kheo ni cũng vậy, nhưng ở tỳ kheo ni còn thêm bốn giới: xúc, nhập, phú, tùy, để nắm giữ thân không lay động. Giữ nghiêm các giới như vậy để tránh tạo thêm nghiệp. Sau đó hành trì luật nghi thanh tịnh Bồ Tát, nắm giữ tâm không vọng khởi. Kế đến, quý vị tu học giới luật Bồ Tát, thọ trì 10 trọng giới và 48 khinh giới, giữ giới cho được thanh tịnh để tâm không khởi vọng tưởng. Đấy là đạo pháp quý vị phải tu tập thành tựu. Kinh văn: cấm giới thành tựu tắc ư thế gian, vĩnh vô tương sanh, tương sát trì nghiệp, dù kiếp bất hành, vô tướng phụ lụy, diệt ư thế gian, bất hoàn túc trái. Việt dịch: cấm giới đã thành tựu thì ở trong thế gian hẳn không còn những nghiệp sinh nhau, giết nhau. Đã không làm việc trộm cướp thì không còn phải nợ nhau, và cũng không phải trả nợ kiếp trước trong thế gian. Giảng giải: cấm giới đã thành tựu. Cấm bao hàm sự giữ gìn bảo vệ, giới là ngăn chặn những sự sai trái. Giới chia làm bốn phương diện: 1. Chấp trì, 2. Gìn giữ, 3. Buông bỏ, 4. Vi phạm. Có khi phải buông xả để tránh không bị phạm giới, cho dù không muốn cũng không được. Giữ gìn bao hàm sự ngăn cấm. Người được tôn trọng là vì họ giữ gìn giới hạnh. Chẳng hạn như không dùng chất say để tránh phạm giới. Chấp trì là nghiêm giữ giới đã chấp thọ, vi phạm là phá giới. Có câu chuyện liên quan về giới như sau. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế gian, có hai vị tỳ kheo tu hành trong núi. Ngày nọ, một trong hai tỳ kheo đi xuống núi vào làng khất thực, còn vị tỳ kheo kia đi nơi khác để ngủ. Thời bấy giờ tại Ấn Độ, các tỳ kheo rất đơn giản, họ chỉ khoác áo vào mình, tấm choàng, không mặc y phục bên trong. Vị tỳ kheo này tháo tấm choàng ra và ngủ trong tư thế trần truồng. Có thể ông ta lười hoặc nghĩ trốn núi rừng sẽ không ai nhìn thấy, bèn quyết định chợp mắt một lúc. Vừa lúc, một người đàn bà đi ngang qua thấy ông Tăng đang ngủ, bà ta vội đánh thức và nhắc nhở ông Tăng, đoạn vội vã bỏ chạy vì tỳ kheo vào làng đi trở về, thấy người đàn bà đang chạy nhanh. Ông tìm cách hỏi thăm và biết người đàn bà ấy đã giúp ông Tăng đang ngủ. Ông bèn quyết định đuổi theo để đưa bà ta đến trước Phật trình bày rõ sự việc. Khi ông theo sau, người đàn bà kia vội vã đã vấp phải mỏm đá, ngã xuống núi chết. Như vậy, một người phạm phải giới dâm, còn người kia phạm tội sát sinh. Mặc dù ông Tăng không xô đẩy người kia, nhưng nếu ông ta không đuổi theo thì bà ấy đâu có ngã chết như thế. Hai vị tỳ kheo trở về với Phật thưa chuyện phạm giới của mình. Phật bảo họ đến Đại Đức Upali. Đại Đức nghe họ thuật xong, ngài phán một người phạm giới dâm, người kia phạm giới sát sinh. Sự phạm giới ấy không thể khoan thứ được.
Ngài bảo sau này cả hai sẽ phải xuống địa ngục đấy. Nghe qua, hai ông Tăng khóc nức nở và họ đi khắp nơi để tìm người cứu giúp. Cả hai tìm gặp cư sĩ Duy Ma Cật. Cư sĩ hỏi tại sao khóc. Khi nghe hai người thuật lại mọi chuyện, cư sĩ tuyên bố họ không phạm giới. Nếu các ông sám hối, cư sĩ nói tôi xác định là các ông không phạm giới. Tại sao lại thế? Hai tỳ kheo hỏi. Tánh của tội vốn không, cư sĩ nói. Ông không có ý phá giới, vậy không phải là phạm giới. Đấy là sự loại trừ đặc biệt. Nghe lời giải thích, cả hai tức thì tỏ ngộ và chứng ngay quả vị. Sau đó họ cùng trở thành A-la-hán. Có nhiều cách giải thích về giới luật, nhưng nếu như người tu chỉ chăm chú vào trường hợp loại trừ, thì họ sẽ không nhiệt tình giữ giới, và như thế thì vấn đề xem như đã xác định. Chính vì vậy nên Đức Phật không nói nhiều về điều này. Khi có người giữ giới thì ở trong thế gian hẳn không còn những nghiệp sinh nhau giết nhau. Một người được sinh ra và bị giết chết, người đó lại tái sinh để giết lại người đã sát hại mình. Nhưng này thì cái nghiệp sinh sát luân lưu đã dừng lại, đã không làm việc trộm cướp thì không còn phải nợ nhau và cũng không phải trả nợ kiếp trước trong thế gian. Việc trộm cắp không còn khi chẳng còn ai lấy trộm. Tôi không lấy gì của ông cũng chẳng lấy gì của tôi. Tôi không ăn thịt ông cũng chẳng ăn thịt tôi. Tôi không nợ ông chẳng nợ tôi. Như vậy mọi người chúng ta sẽ chẳng phải trả lại nhau điều gì. Quý vị không còn ăn thịt, tôi sẽ không phải trả nợ trong quá khứ mà quý vị từng cắt đứt các quan hệ thân thuộc với loài thú. Nếu không ăn thịt chúng thì cũng chẳng có liên hệ gì. Kinh văn: Thị thành tịnh nhân, tu tam mà địa, phụ mẫu nhục thân, bất tu thiện nhãn, tự nhiên quán kiến thập phương thế giới, đổ Phật bằng pháp, thần phụng thánh chỉ, đắc đại thần thông, du thập phương giới, túc mạng thành tịnh, đắc vô nạn hiểm. Việt dịch: Người thành tịnh ấy tu pháp tam mà địa, chính nơi nhục thân cha mẹ sinh ra không cần thiên nhãn, tự nhiên thấy được mười phương thế giới, thấy Phật nghe pháp, tự mình vâng lĩnh thánh chỉ, được pháp đại thần thông, đi khắp mười phương thế giới, túc mạng được thanh tịnh, không còn những điều khó khăn nguy hiểm. Giảng giải: Người thanh tịnh ấy, người không dùng năm loại rau cay, không uống rượu ăn thịt, và kiên quyết giữ nghiêm 4 hoặc 8 giới, 3 là gì? Nếu như người đó tu pháp tạng mà địa, chính nơi nhục thân cha mẹ sinh ra, không cần thiền nhãn, tự nhiên thấy hít được mười phương thế giới. Họ không cần phải có năng lực của thiên nhãn để quan sát quanh người. Họ vẫn thấy Phật nghe pháp, tự mình vâng lĩnh thánh chỉ, được thân cận Phật và nghe pháp, được Phật chỉ giáo, được pháp đại thần thông, đi khắp mười phương thế giới, túc mạng được thanh tịnh, không còn những điều khó khăn nguy hiểm. Thần lực của họ có khả năng đi xuyên suốt mười phương. Họ biết được các đời sống trong quá khứ, tự nhục thân mà thành tựu được nhiều điều. Dù không có thiên nhãn nhưng chẳng khác gì đã có. Cả thiên nhĩ cũng vậy, những người tu ấy không còn gặp phải trở ngại hoặc hung hiểm nào. Kinh văn: Thị tắc danh vi đệ nhị tăng tiến, tu hành tiệm thứ. Việt dịch: Đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Giảng giải: Điều quan trọng và cần thiết chúng ta bàn đến là dừng dứt nghiệp. Chúng ta phải thay đổi nghiệp, trước nay chúng ta phạm nhiều sai lầm, nay phải tích cực hành động để sửa đổi. Phải giữ gìn giới luật, chính sự giữ giới, đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Kinh văn: Vân hà hiện nghiệp, A Nan, như thị thành tịnh, trì cấm giới, nhân tâm vô tham dâm, ư ngoại lục trần, bất đa lưu dật. Việt dịch: Thế nào là hiện nghiệp? A Nan, người giữ gìn giới cấm thành tịnh như vậy, tâm không tham dâm, không rong ruổi theo sáu trần ở ngoài. Giảng giải: Đầu tiên chúng ta nói về trợ nhân tạo nghiệp, kế đến nói về sự thay đổi nghiệp thức, trong phần này sẽ trở lại hiện nghiệp. Thế nào là hiện nghiệp? Đấy là nghiệp tạo ngay trong đời sống này, chúng ta phải ngăn chặn lại điều ấy, không tạo thêm nghiệp mới. À nàn, người giữ gìn giới cấm thành tịnh như vậy, tâm không tham dâm. Giai đoạn này mọi người chúng ta phải trong sạch, giữ gìn giới hạnh, không tham lam và say mê tham dục, không rong ruổi theo sáu trần ở ngoài, không còn đuổi theo sáu trần, sắc thanh hương vị xúc và pháp. Mọi người phải trở lại nhà với ánh sáng của chính mình. Kinh văn: Nhân bất lưu dật, lữ nguyên tự quy, trần ký bất duyên, căn vô sở ngẫu, phản lưu toàn nhất, lục dụng bất hành. Việt dịch: Nhân chẳng rong ruổi, tự quay về tính bản nguyên,
trần đã không duyên thì căn không ngẫu hợp với đâu nữa, trở ngược về chỗ toàn nhất, sáu cái dụng chẳng còn hiện hành. Giảng giải, nhân chẳng rong ruổi, tự quay về tính bản nguyên, không còn rong ruổi theo sáu cảnh lục trần mà quay trở về với tự tính, quay trở lại tự tính và ánh sáng nội tại, trở về với nhĩ căn để lắng nghe tự tính. Đấy là sự dẫn nhập trọn vẹn vào nhĩ căn. Trần đã không duyên thì căn không ngẫu hợp với đâu nữa, chấm dứt mọi liên hệ với cảnh trần, và căn cũng không còn đeo đuổi ngẫu hợp với điều gì mà trở ngược về tu tập với nhĩ căn. Và đấy là chỗ toàn nhất, cả sáu quan năng cùng thâm nhập và cùng có tác dụng, sáu cái dụng chẳng còn hiện hành, cả sáu quan năng không còn hiện hành để rong ruổi theo sáu trần bên ngoài. Kinh văn: Thập phương quốc độ hạo nhiên thanh tịnh, thí như lưu ly nội huyền minh nguyệt. Việt dịch: Cõi nước mười phương sáng trong thanh tịnh, thí như ngọc lưu ly có mặt trăng sáng trong treo, sáng treo trong ấy. Giảng giải: Lúc bấy giờ cõi nước mười phương sáng trong thanh tịnh, ví như ngọc lưu ly có mặt trăng sáng treo trong ấy. Nói khác đi, tất cả đều trong sáng thanh tịnh và nhìn thấy được. Kinh văn: Thân tâm khoái nhiên diệu viên bình đẳng hoạch đại an ổn. Việt dịch: Thân tâm khoan khoái tịnh diệu viên bình đẳng được đại an ổn. Giảng giải: Khi ánh trăng tròn sáng như ngọc lưu ly thì nó hoàn toàn sáng rỡ và trong suốt, mọi người đều thấy được. Đoạn này diễn tả người tu đã đạt đến giai đoạn cả thân và tâm đều thanh tịnh. Vậy nên thân tâm khoan khoái tịnh diệu viên bình đẳng được đại an ổn, đấy là cảm giác an lạc tự tại và hiển nhiên là như thế. Kinh văn: Nhất thiết Như Lai mật viên tịnh diệu ra hiện kỳ trung. Việt dịch: Tất cả mật viên tịnh diệu các đức Như Lai đều hiện trong đó. Giảng giải: Tất cả mật viên tịnh diệu các đức Như Lai, đức pháp tánh thanh tịnh của Phật, tất cả đều hiện trong đó. Mọi người tu hành đúng pháp đều cảm nhận được trạng thái đó. Kinh văn: Thị nhân tức hoạch vô sành pháp nhẫn, tùng thị tiệm tu tùy sở phát hành an lập thánh vị. Việt dịch: Người ấy liền được vô sinh pháp nhẫn, từ đó lần lượt tu tập tùy cái hạnh phát ra mà an lập thánh vị. Giảng giải: Người ấy liền được vô sinh pháp nhẫn. Thế nào là vô sinh pháp nhẫn? Chúng ta không thể thấy pháp nhỏ nhiệm nào hiện khởi, cũng chẳng thể biết pháp nào biến mất. Pháp vốn không sinh cũng không diệt, nhưng thật không dễ gì chứng đạt được điều ấy. Từ đó lần lượt tu tập tùy cái hạnh phát ra mà an lập thánh vị. Khi chứng được vô sinh pháp nhẫn, người tu hành tiếp tục hướng đến các thánh vị, không gì có thể ngăn trở được. Kinh văn: Thị tắc danh vi đệ tam tăng tiến tu hành tiệm thứ. Việt dịch: Đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. Giảng giải: Đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba, đó là cách ngăn chặn sự hiện hữu của nghiệp. Các địa vị của Bồ Tát. Kinh văn: A Nan, thị thiện nam tử, dục ái càn khô, căn cảnh bất ngẫu, hiện tiền tản chất, bất phục tục sanh. Việt dịch: A Nan, thiện nam tử ấy lòng dục ái khô cạn, căn và cảnh không còn ngẫu hợp, thân tàn hiện tiền không còn sinh trở lại nữa. Giảng giải: Đức Thích Ca Mâu Ni gọi bảo A Nan, thiện nam tử ấy lòng dục ái khô cạn. Đấy là những người đã trải qua ba giai đoạn tiệm thứ tu tập như đã luận. Khô cạn chỉ những người không còn ý nghĩ về yêu đương tình dục, căn và cảnh không còn ngẫu hợp, sáu căn không còn rong ruổi theo sáu trần, thân tàn hiện tiền không còn sinh trở lại nữa. Thân tàn là một chút vô minh còn lại trong người tu, chút vô minh ấy sẽ không tiếp tục sinh khởi nữa. Kinh văn: Chấp tâm hư minh thuần thị trí tuệ, tuệ tánh minh viên quanh thập phương giới, càn hữu kỳ tuệ, danh càn tuệ địa. Việt dịch: Nắm cái tâm rộng sáng, thuần là trí tuệ, tính trí tuệ sáng suốt cùng khắp, soi thấu mười phương thế giới. Chỉ có cái tuệ khô khan ấy nên gọi là càn tuệ địa. Giảng giải: Một chút vô minh còn sót lại nhưng nó không sinh trưởng, nghiệp chướng còn rất ít, do đó nắm cái tâm rỗng sáng thuần là trí tuệ. Tự tâm của nó hoàn toàn trống rỗng và trong sáng. Tự tính của họ thuần là trí tuệ, có nghĩa đã dứt mọi vọng tưởng. Mọi nghĩ tưởng trong tâm của họ chỉ là trí tuệ. Tính trí tuệ sáng suốt cùng khắc, soi thấu mười phương thế giới. Tính của trí tuệ sáng suốt và đầy đặn, chỉ có cái tuệ khô khan ấy nên gọi là cản tuệ địa.
tình cảm yêu đương và dục vọng đã khô khan, tất cả chỉ còn là trí tuệ. Đây là giai đoạn của trí tuệ khô khan, hoặc còn gọi khởi đầu tư tưởng kim cang. Kim cang có nghĩa kiên cố, không thể hoại diệt. Đây là bước đầu để tiến sát đến hiện thể như kim cang. 55 ngôi vị của hàng Bồ Tát như sau: 1. Thập tín, 2. Thập trụ, 3. Thập hạnh, 4. Thập hồi hướng, 5. Tứ gia hạnh, A. Noãn, B. Đỉnh, C. Nhẫn, D. Thế đệ nhất, 6. Thập địa, 7. Đẳng giác. Thập tín, kinh văn: Dục tập sơ kiền, vị giữ Như Lai pháp điều thủy tiếp. Việt dịch: Tập khí như ngũ dục mới khô cạn, chưa tiếp giác với dòng nước pháp của Đức Như Lai. Giảng giải: Tập khí như ngũ dục và dục ái mới khô cạn, chưa tiếp giác với dòng nước pháp của Đức Như Lai. Dòng nước pháp ở đây không phải là các pháp đã nói qua, mà là dòng pháp xuất phát từ tự tính. Người tu tập đến giai đoạn này vẫn chưa thực sự dấn nhập vào trí tuệ chân thật. Kinh văn: Tức dĩ thử tâm trung trung lưu nhập, viên diệu khai phu, tùng chân diệu viên, trọng phát chân diệu, diệu tín thường trụ, nhất thiết vọng tưởng, diệt tận vô dư, trung đạo thuần chân, danh tín tâm trụ. Việt dịch: Tức lấy cái tâm ấy ở chính giữa lần vào, tính viên diệu mở mang, từ chỗ chân diệu lại phát ra chân diệu, tín diệu thường trụ, tất cả vọng tưởng diệt hết không còn, trung đạo được thuần chân, gọi là tín tâm trụ. Giảng giải: Đầu tiên bàn về thập tín gồm: 1. Tín tâm, 2. Niệm tâm, 3. Tinh tấn tâm, 4. Tuệ tâm, 5. Định tâm, 6. Bất thối tâm, 7. Hộ pháp tâm, 8. Hồi hướng tâm, 9. Giới tâm, 10. Nguyện tâm. Tức lấy cái tâm ấy ở chính giữa lần vào, tính viên diệu mở mang. Tâm ấy là tâm của cản tuệ, trí tuệ khô héo, khởi đầu của tâm kim cang. Họ dùng tâm ấy để đi vào Phật pháp và tiến đến tính viên diệu mở mang phong phú vô cùng. Đấy là sự tiếp cận căn đẻ và thực chất của trần như. Từ chỗ trần diệu lại phá ra trần diệu, từ chỗ trần diệu của tự tính trần như lại phát ra trí tuệ trần diệu, tín diệu thường trụ, tất cả vọng tưởng diệt hết không còn, trung đạo được thuần chân. Niềm tin của họ càng thêm vi diệu. Thường trụ có nghĩa không lay động, tâm không thay đổi, niềm tin tưởng của họ là thường hằng. Và đến khi ấy thì mọi vọng tưởng không còn, thảy đều đã dứt trừ. Cho dù họ muốn có muốn vọng tưởng thì những vọng tưởng cũng chẳng hiện khởi, bởi vì vọng tưởng phải dựa vào vô minh. Chẳng hạn như vọng tưởng về ái dục, nhưng hiện tại ái dục đã khô cạn, chỉ còn sót lại một ít vô minh, do đó hẳn nhiên nó không có vọng tưởng. Tại sao quý vị vẫn có vọng tưởng? Đấy là vì quý vị vẫn còn ái dục. Điều đó xuất phát từ lòng tham, tham muốn nghĩ tưởng thế này thế nọ, và cái tâm của chúng ta không ngừng dao động hỗn loạn. Nếu một người không tham, họ sẽ không có vọng tưởng. Người tu đến giai đoạn này dứt tuyệt vọng tưởng, họ sẽ đạt được trung đạo thuần chân. Thuần chân là không có ái dục, không có ý tham, gọi là tín tâm trụ. Đây là ngôi vị đầu tiên trong thập vị. Kinh văn: Chân tín minh liễu, nhất thiết viên thông, bẩn xứ giới tam, bất năng vì ngại, như thị nãi trí, quá khứ vị lai, vô số kiếp chung, xả thân thụ thân, nhất thiết tập khí, giai hiện tại tiền, thị thiện nam tử, giai năng ức niệm, đắc vô di vọng, danh niệm tâm trụ. Việt dịch: Chân tín sáng tỏ, tất cả đều viên thông, ba thứ ấm xứ giới không thể làm ngăn ngại. Như thế cho đến trong vô số kiếp quá khứ vị lai, tất cả tập khí xả thân thọ thân đều hiện ra trước mặt. Thiện nam tử ấy đều có thể nhớ nghĩ được, không quên mất điều gì, gọi là niệm tâm trụ. Giảng giải: Phần đầu nói về tín tâm tu hành theo trung đạo, đấy là sự diệu viên. Này sẽ bàn về niềm tín. Khi chân tín sáng tỏ, khi có được lòng tín chân thật, tất sẽ được trí tuệ chân thật. Hiểu biết sáng tỏ, đấy là trí chân thật. Tất cả đều viên thông, ba thứ ấm xứ giới không thể làm ngăn ngại. Những người tu ấy không chỉ thành tựu viên thông của các quan năng, mà mỗi quan năng đều có tính riêng của nó, như năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức, 12 xứ là mắt tai mũi lưỡi, thân và ý, cùng với sắc thanh hương vị xúc và pháp, 18 giới gồm 6 căn 6 trần và các thức liên hệ như nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thể thức, thân thức và ý thức. Một khi đạt được viên thông thì chẳng còn gì ngăn ngại quý vị.
Như thế cho đến trong vô số kiếp quá khứ vị lai, tất cả tập khí xả thân thọ thân đều hiện ra trước mặt. Trong vô số kiếp xa xưa, con người đã trải qua biết bao nhiêu lần sinh rồi tử, tử rồi tái sinh. Trong các đời sống, họ có nhiều tính cách, nhiều thói quen khác nhau. Có đời thì say mê uống rượu, đời khác thì ưa hút thuốc hoặc ham đánh bạc hoặc dâm đãng, giết người, nói dối. Nhìn chung sau mỗi đời tái sinh, thói quen của họ càng phát triển và hành động càng thêm tồi tệ. Đấy là nói về những tính xấu. Về tính tốt, có người trong đời sống họ thờ phụng Phật hoặc nghe giảng kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hòa. Tóm lại, trong nhiều đời nhiều kiếp đã qua, họ luôn hành thiện. Rốt cục họ tích lũy được một tính cách, một thói quen đáng kể. Và ngày nay như một cuộn phim, tất cả những thói quen ấy hiện ra trước mắt họ. Thiện nam tử ấy đều có thể nhớ nghĩ được, không quên mất điều gì. Thiện nam tử là người tu theo đạo Pháp, họ nhớ được tất cả. Đến giai đoạn này, họ không quên mất điều gì. Có nghĩa họ nhớ hết mọi việc đã xảy ra, nhớ những nhân duyên trong đời họ. Đấy gọi là niệm tâm trụ. Đây là thập tín thứ hai. Kinh văn: Diệu viên thuần chân, chân tinh phát hóa, vô thủy tập khí, thông nhất tinh mình, duy dĩ tinh mình, tiến thú chân tịnh, danh tinh tấn tâm. Việt dịch: Tính diệu viên thuần chân, chân tinh phát hóa ra, các tập phù thủy đều dung thông với một tính tinh mình, chỉ dùng tinh mình ấy tiến đến chỗ chân tịnh, gọi là tinh tấn tâm. Giảng giải: Tính diệu viên thuần chân, chân tính phát hóa ra, các tập vô thủy đều dung thông với một tính tinh minh, đấy là trí tuệ, chỉ dùng tinh minh ấy tiến đến chỗ chân tịnh. Họ dùng sức mạnh ấy tiến đến chỗ chân tịnh không một chút bận nhơ nào, gọi là tinh tấn tâm. Kinh văn: Tâm tinh hiện tiền, thuần dĩ trí tuệ, danh tuệ tâm trụ. Việt dịch: Tâm tinh hiện tiền, thuần dùng trí tuệ, gọi là tuệ tâm trụ. Giảng giải: Khi người tu chỉ còn tâm chân tịnh, tâm tinh hiện tiền, thuần dùng trí tuệ, trí trong sáng và hiểu biết, có nghĩa người đó đã có được một phần trí tuệ chân thật. Thuần trí tuệ là không còn chút gì vọng tưởng, mọi ngu si và vọng tưởng đã dứt sạch, đấy gọi là tuệ tâm trụ, sự an trụ của tín tâm trong trí tuệ. Kinh văn: Chấp trí trí minh, chu biến tịch trạng, tịch diệu thường ngưng, danh định tâm trụ. Việt dịch: Nắm giữ trí sáng suốt lặng dừng cùng khắc, tính tịch diệu thường dừng lại, gọi là định tâm trụ. Giảng giải: Nắm giữ trí sáng suốt lặng dừng cùng khắc, có nghĩa quý vị phải giữ lấy ánh sáng của trí tuệ, không thể buông lơi nó, như vậy ánh sáng ấy sẽ lặng dừng khắp cùng pháp giới. Tính tịch diệu thường dừng lại, gọi là định tâm trụ. Lặng dừng là biểu hiện sự lặng lẽ và hằng sáng, và tịch diệu hàm ý hằng sáng tỏ, dừng là làm ngưng dòng của trí tuệ. Trước đây nó nông cạn, nay thì sâu lắng. Dừng còn tượng trưng cho định lực, đến giai đoạn này thì người tu không còn bị động. Song chẳng có ai cho rằng như vậy là tốt lắm rồi, và họ tiếp tục phấn đấu để tăng tiến hơn nữa. Một người có định lực, họ sẽ không dễ dàng ngã bên này bên nọ. Ngọn gió phương đông không khiến cho họ ngả về phương tây. Điều đó có nghĩa họ rất vững vàng đối với tám ngọn gió. Nói về tám ngọn gió, tôi sẽ thuật chuyện Tô Đông Pha, một học giả và là thi sĩ nổi tiếng đời Tống Trung Quốc. Ông còn được mọi người biết đến là cư sĩ Đông Pha, rất thân với thiền sư Phật Ấn. Lúc đầu ông sống bên bờ phía nam sông Dương Tử, sau chuyên qua mạn bắc của sông. Nhà thơ Tô Đông Pha học Phật, ngồi thiền. Ngày nọ ông ngồi thiền đột nhiên động tâm, bèn viết mấy câu thơ: Cúi đầu đảnh lễ thiên trung thiên, hào quang chói sáng khắp đại thiên. Tám gió thổi qua không lay động, vẫn ngồi yên trên tòa sen vàng. Thiên trung thiên là chỉ Đức Phật. Khi nhà thơ lễ Phật, ánh hào quang của Ngài phát sáng cả vũ trụ. Tám ngọn gió đó là: một dự, hai hủy, ba khổ, bốn lạc, năm lợi, sáu suy, bảy đắc, tám thất. Dự là được người khen ngợi, chẳng hạn ông là người học giỏi, hoặc bạn có nhân cách và đạo đức rất tốt. Nhưng quý vị sẽ không xem những lời khen ấy là hay, là tốt đẹp. Bởi vì nếu động lòng vì lời khen ấy, chứng tỏ quý vị chưa có định lực. Hủy có nghĩa là chê bai, những lời nói làm tổn thương người khác. Thường con người thích khen hơn là chê. Đây là ngọn gió khiến người ta khó giữ được bình tĩnh. Tại sao lại nói tôi như thế? Khổ cũng là một ngọn gió bao hàm nhiều phương diện, và hỉ cũng vậy,
Quý vị cảm thấy tốt đẹp nhưng đừng cho đó là quan trọng, vì khi tâm quý vị thấy thích thú tức là đã bị gió làm lay động rồi. Lợi, chỉ một điều gì đó giúp ích quý vị. Suy có nghĩa là vô ích, là những tệ hại đối với quý vị. Đắc là được điều gì đó, thất là mất mát. Khi được chúng ta thấy vui, còn khi mất thì đâm ra buồn bã, bực bội. Chẳng hạn chúng ta mua một máy hát hoặc cái camera, mua đó có nghĩa là được, nhưng chúng ta sơ ý để mất đi. Khi ấy vô minh của chúng ta khởi lên, chúng ta cảm thấy rất đau khổ vì sự mất mát đó. Đấy chính là tám ngọn gió làm con người luôn lay động như thế. Nhưng Tô Đông Pha cho rằng cả tám gió cũng chẳng hề làm ông dao động khi ông ta ngồi trên tòa sen vàng, và ông đã gửi bài thơ đến Thiền sư Phật Ấn để sư phán đoán. Sư Phật Ấn ghi vào bài thơ mấy chữ đầy đủ các ý nghĩa, nhưng nhà thơ chỉ xem lướt qua không dám động đến. Mấy chữ đó là gì? Cái đánh rắm của ta. Tổ Đồng Phà ném bài thơ vào bếp than, đoạn tức tốc dòng thuyền qua bên kia sông đến tìm Phật Ấn. Ông đã nói tám gió cũng chẳng làm ông lay động. Sư Phật Ấn điềm tĩnh bảo: Này lại vì cái đánh rắm của tôi mà ông bị thổi từ bên kia sông qua đến đây vậy. Tổ Đồng Phà nghĩ lại, ông thấy nhà sư nói đúng nên chỉ còn cách cúi đầu quay về. Kinh văn: Định quang phát minh, minh tánh thâm nhập, duy tiến vô thoái, dành bất thoái tâm. Việt dịch: Định quang phát minh, dấn sâu vào tính sáng, chỉ có tiến chứ không lui, gọi là bất thối tâm. Giảng giải: Khi tâm trụ trong định, định quang phát minh, dấn sâu vào tính sáng, bậc thiện tri thức tụ tập, họ chỉ có tiến chứ không lui. Khi đã hiểu rõ, họ chỉ tiến tới chứ không bao giờ quay trở lại. Lý do họ không thể đảo ngược là họ thực sự hiểu biết, họ có trí tuệ chân thật, đấy gọi là bất thối tâm. Tín tâm ấy không bao giờ lui trở lại. Kinh văn: Tâm tiến an nhiên, bảo trì bất thất, thập phương Như Lai khí phần giao tiếp, danh hộ pháp tâm. Việt dịch: Tâm an nhiên tiến tới, giữ gìn không mất, giao tiếp với khí phần mười phương Như Lai, gọi là hộ pháp tâm. Giảng giải: Tâm an nhiên tiến tới, luôn tiến về phía trước và không để thoát khỏi tầm tay. Họ rất kiên định và an nhiên và giữ gìn không mất. Đấy là tâm bất thối của họ. Những người tu ấy giao tiếp với khí mười phương, khí phần mười phương Như Lai. Khi một người tu hành đến độ không thể đảo ngược thì năng lực của Phật sẽ hòa hợp với họ. Đấy gọi là hộ pháp tâm. Điều ấy có nghĩa Phật bảo hộ quý vị và quý vị hộ trì Phật Pháp. Với sự bảo hộ của Phật, chúng ta có thể thành tựu nghiệp của mình theo đạo. Với sự hộ trì của chúng ta, Phật Pháp được phát triển lan rộng, và đấy là tín tâm hộ Pháp vậy. Kinh văn: Giác minh bảo trì, năng dĩ diệu lực, hồi Phật từ quang hướng Phật an trụ, do như song kính quang minh tướng đối, kỳ trung diệu ảnh trùng trùng tương nhập, danh hồi hướng tâm. Việt dịch: Giữ gìn tính giác minh, có thể dùng diệu lực hồi chuyển từ quang của Phật về với mình và hướng về Phật mà an trụ, như hai gương sáng đối nhau, trong đó các bóng vi diệu lớp lớp chồng nhau, gọi là hồi hướng tâm. Giảng giải: Giữ gìn tính giác minh, có thể dùng diệu lực giao tiếp với khí phần của Phật là một loại giác ngộ. Khi gìn giữ, sự giác ngộ này có đầy đủ trí tuệ và khả năng nhận thức không mất đi được. Như vậy họ sẽ hồi chuyển từ quang của Phật về với mình và hướng về Phật mà an trụ. Với diệu lực ấy, quý vị có thể giao tiếp với từ quang của Phật. Khí phần của quý vị sẽ tác động qua lại với khí phần và ánh sáng Phật như hai gương sáng đối nhau, trong đó các bóng vi diệu lớp lớp chồng nhau. Khi hai tấm gương đặt đối nhau, các hình ảnh sẽ phản chiếu trùng trùng điệp điệp nhau. Đấy gọi là hồi hướng tâm. Kinh văn: Tâm quang mật hồi, hoạch Phật thường ngưng, vô thượng diệu tịnh, an trụ vô vi, đắc vô di thất, danh giới tâm trụ. Việt dịch: Tự tâm thầm xoay Phật quang trở lại, được vô thượng diệu tịnh thường trụ của Phật, an trụ nơi vô vi, được không sót mất, gọi là giới tâm trụ. Giảng giải: Tự tâm thầm xoay Phật quang trở lại, được vô thượng diệu tịnh thường trụ của Phật, đến giai đoạn này sẽ có sự tương giao thầm lặng giữa ánh sáng của quý vị và ánh sáng tâm Phật. Đấy là sự mật thông ánh sáng. Ánh sáng từ tâm quý vị đến ánh sáng Phật, và ánh sáng Phật chiếu đến tâm quý vị. Khi sau khi ánh sáng của tâm quý vị vào tâm Phật, nó quay trở lại tâm quý vị.
đấy là sự xoay vòng ánh sáng, và người tu ấy thường nhận được ánh sáng từ Phật, an trụ nơi vô vi, được không sót mất. Khi đạt được pháp vô vi, họ sẽ không bỏ mất, đó gọi là giới tâm trụ. Kinh văn: trụ giới tự tại năng du thập phương sở khứ tùy nguyện danh nguyện tâm trụ. Việt dịch: tự tại an trụ nơi giới, có thể đi khắp mười phương tùy nguyện mà đi, gọi là nguyện tâm trụ. Giảng giải: tự tại và tâm vô vi an trụ, tâm vô vi hoàn toàn tự do tự tại, có thể tùy nguyện mà đi khắp mười phương, không có gì ngăn ngại, đấy gọi là nguyện tâm trụ. Bất cứ điều gì cũng tùy theo nguyện của quý vị. Thập trụ. Kinh văn: A Nan, thị thiện nam tử, dĩ chân phương tiện, phát thử thập tâm, tâm tinh phát huy, thập dụng, thiệp nhập, viên thành nhất tâm, danh phát tâm trụ. Việt dịch: A Nan, thiện nam tử đó dùng phương tiện chân chính phát được 10 cái tâm ấy, tâm tính phát huy, 10 cái dụng ấy cùng đa xen nhau, viên thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. Giảng giải: phần này luận về thập trụ là các Bồ Tát vị. Thập trụ gồm: 1. Sơ phát tâm trụ, 2. Trì địa trụ, 3. Tu hành trụ, 4. Sinh quý trụ, 5. Phương tiện cụ túc trụ, 6. Chính tâm trụ, 7. Bất thối trụ, 8. Đồng chân trụ, 9. Pháp vương tủ trụ, 10. Quán đỉnh trụ. Từ các địa vị vừa trình bày trên, Bồ Tát sẽ tiến đến quả vị Phật. Nhưng hiện tại thì các Bồ Tát tạm dừng tại 10 vị. A Nan, Đức Phật gọi bảo: thiện nam tử đó, tức là các Bồ Tát, tu tập dùng phương tiện chân chính phát được 10 cái tâm ấy. 10 cái tâm, tức 10 vị đã nêu trên, tâm tính phát huy, 10 cái dụng ấy cùng đan xen nhau viên thành một tâm. 10 cái dụng ấy là 10 sự diệu dụng của tâm. Khi tất cả cùng đan xen thì chúng cùng quay trở lại cái tâm duy nhất, đấy gọi là phát tâm trụ. Đó là khởi đầu của thập trụ. Kinh văn: tâm trùng phát minh như tịnh lưu ly, nội hiện tinh kim, dĩ tiền diệu tâm, tí dĩ thành địa, danh trì địa trụ. Việt dịch: trong tâm phát ra sáng suốt như ngọc lưu ly trong sạch, trong đó hiện ra vàng ròng, dùng cái diệu tâm trước đó sửa sang thành chỗ đứng, gọi là trì địa trụ. Giảng giải: trong tâm phát ra sáng suốt như ngọc lưu ly trong sạch, đấy là sự trong suốt, trong đó hiện ra vàng ròng, dùng cái diệu tâm trước đó sửa sang thành chỗ đứng, gọi là trì địa trụ. Diệu tâm đó là sơ phát tâm, sau đó dùng diệu tâm này làm thành chỗ nương đứng, trụ thứ hai ấy gọi là trì địa. Kinh văn: tâm địa thiệp chi, câu đắc minh liễu, du lý thập phương, đắc vô lưu ngại, danh tu hành trụ. Việt dịch: tâm địa biết khắp đều được rõ ràng, đi khắp mười phương được không ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. Giảng giải: trụ thứ ba này là tu hành, tâm địa biết khắp đều được rõ ràng. Khi tâm địa cùng hợp với trí tuệ thì cả tâm và trí đều rõ ràng trong suốt, đi khắp mười phương không được ngăn ngại. Đi khắp mười phương được không ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. Đến giai đoạn này thì quý vị đã được tâm vô vi. Với tâm vô vi và trí tuệ, quý vị có thể đi khắp nơi đó đây mà không có chi ngăn trở, quý vị hoàn toàn tự tại. Kinh văn: hạnh giữ Phật đồng, thọ Phật khí phần, như trung ẩn thân, tự cầu phụ mẫu, quẩn tín minh thông, nhập như lai chủ, danh sanh quý trụ. Việt dịch: hạnh đồng với Phật, nhận khí phần của Phật, như thân trung ấm, tự cầu cha mẹ, âm tín thầm thông và giống như lai, gọi là sinh quý trụ. Giảng giải: phần này luận về địa vị thứ tư của Bồ Tát sinh quý trụ. Sinh quý có nghĩa sinh ra trong gia đình Pháp Vương, nhà của Phật. Gia đình Phật là rất cao quý, trụ nơi đây nên gọi là sinh quý. Hạnh đồng với Phật, nhận khí phần của Phật. Ở giai đoạn trụ thứ tư này, mọi hạnh của Bồ Tát đều giống như Phật. Do đó các Bồ Tát nhận được khí phần của Phật, họ tu học theo Phật. Do đó họ như thân trung ấm tự cầu cha mẹ. Trước tiên chúng ta sẽ bàn về thân trung ấm. Thân trung ấm là cái hồn của con người chúng ta, hoặc gọi là linh tánh. Nó có tính chuyển sinh hoặc luân hồi. Đại đề, thân trung ấm là thân ấm giữa chừng sau khi chết và trước khi được sinh ra, hiện hữu trong cõi hoàn toàn tăm tối. Mặc dù có mặt trời mặt trăng, nhưng thân trung ấm không dám nhìn khi trời trăng hiện ra. Khi chưa hiện hữu, thân trung ấm chỉ là ý thức trong bóng tối. Tuy nhiên khi cha mẹ tương lai ăn nằm với nhau,
và bất kể thân chúng ấm cách xa bao nhiêu, nó cũng sẽ nhận được một chút âm quang, đoạn tức khắc tiến tới như đáp ứng tư tưởng. Sự kích động để thân chúng ấm tiến tới, đó cũng giống như tử lực của nam châm hút sắt. Trong trường hợp ấy, lực của tử trường trải đến hàng ngàn dặm. Theo cách ấy, thân trung ấm tiến tới và tức khắc nhập thai chuyển sinh. Ở đây cách sinh của Bồ Tát trụ thứ tư vào nhà của Phật cũng có quá trình tương tự như thế. Âm tín, thần, thầm thông. Bất kể hàng nghìn dặm xa xôi, nó vẫn hỗ tương, liên hệ nhờ vào niềm tin. Các Bồ Tát đều theo cách ấy để vào giống Như Lai, gọi là sinh quý trụ. Họ được sinh trong ngôi nhà cao quý, đó gọi là nhà của Phật. Ôi, sao thế? Quý vị sẽ thắc mắc, Phật có nhà sao? Tôi nghĩ, Ngài đã bỏ nhà ra đi rồi mà. Nhà chúng ta nói đến đây là căn nhà của sự sống, đấy là nơi Phật trụ. Tất cả chỉ là sự tương tự như vậy thôi. Kinh văn: Ký du đạo thai thân phụng giác giận, như thai dĩ thành nhân tướng bất khuyết, danh phương tiện cụ túc trụ. Việt dịch: Đã vào đạo thai, tự thân nhờ được sự nuôi nấng của tính giác, như cái thai đã thành, tướng người không thiếu, gọi là phương tiện cụ túc trụ. Giảng giải: Đã vào đạo thai, họ đi vào ngôi nhà của Phật, và như thế họ vào thai tạng, tự thân nhờ được sự nuôi nấng của tính giác, thừa tiếp sự giác ngộ, như cái thai đã thành, tướng người không thiếu. Các căn mắt tai mũi dần hiện ra đầy đủ, sự xuất hiện của họ như các Phật, các Bồ Tát chẳng khiếm khuyết điều gì, đấy gọi là phương tiện cụ túc trụ. Đây là trụ thứ 5. Kinh văn: Dung mạo như Phật, tâm tướng diệt đồng, danh chánh tâm trụ. Việt dịch: Hình dáng như Phật, tâm tướng cũng vậy, gọi là chánh tâm trụ. Giảng giải: Ở trụ thứ 6, Bồ Tát có hình dáng như Phật. Điểm đặc biệt ở đây là các Bồ Tát có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và tâm tướng cũng vậy, đều giống như Phật, gọi là chánh tâm trụ, là trụ thứ 6. Kinh văn: Thân tâm hợp thành, nhật ích tăng trưởng, danh bất thoái trụ. Việt dịch: Thân tâm hợp thành, ngày càng tăng trưởng, gọi là bất thối trụ. Giảng giải: Thân và tâm của họ giống như Phật, hợp với các Phật và ngày càng tăng trưởng. Mặc dù giống như Phật, nhưng các vị ấy vẫn thích trẻ con hơn. Điều này có nghĩa ở giai đoạn này, trí tuệ các Bồ Tát vẫn chưa đạt được đạt trí của Phật. Họ thích trẻ mới sinh, thế nhưng mỗi ngày trí tuệ của họ càng trưởng thành, như vậy họ vẫn không xa rời Phật tính. Họ đều can đảm và mạnh mẽ, vậy nên gọi là bất thối trụ. Kinh văn: Thập thân linh tướng nhất thời cụ túc, danh đồng chân trụ. Việt dịch: Linh tướng 10 thân một thời đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Giảng giải: Giai đoạn này Bồ Tát tăng trưởng hình thành 10 thân, tức thành văn thân, duyên giác thân, Bồ Tát thân, Như Lai thân, pháp thân, trí thân, hư không thân, nghiệp báo thân, chúng sinh thân và quốc độ thân. Ở mỗi thân trong 10 thân ấy lại tăng trưởng 10 thân, thành ra 100 thân, trong mỗi 100 thân lại tăng trưởng 10 thân, hình thành ngàn thân. Điều này sẽ xảy ra cùng lúc vị trí vô vi của Bồ Tát, đấy gọi là đồng chân trụ. Kinh văn: Hình thành xuất thai thân vi Phật tử, danh pháp vương tử trụ. Việt dịch: Hình đã thành ra khỏi thai, tự thân làm Phật tử, gọi là pháp vương tử trụ. Giảng giải: Trụ thứ 9 là pháp vương tử. Ở giai đoạn trước đó, khi 10 thân hữu hiện, nó có thể tăng trưởng và chuyển hóa đến vô cùng tận. Tuy nhiên Bồ Tát chưa thực sự trở thành pháp vương tử, vì vẫn chưa ra khỏi thai. Này thì hình đã thành và vị đại hùng xuất hiện, ra khỏi thai, tự thân làm Phật tử. Sự thành tựu thân Phật như vừa ra khỏi thai, đấy gọi là pháp vương tử trụ. Tự chính họ đã là con của Phật và Bồ Tát ấy, ở vào trụ thứ 9. Kinh văn: Biểu dĩ thành nhân như quốc đại vương, dĩ trừ quốc sự phân ủy thái tử, bỉ sát lợi vương thế tử trưởng thành, trần liệt quán đảnh, danh quán đảnh trụ. Việt dịch: Nghi biểu đã thành người lớn, như một quốc vương phân công ủy nhiệm cho thái tử việc nước. Quốc vương kia khi thái tử trưởng thành, bày ra lễ quán đỉnh, gọi là quán đỉnh trụ. Giảng giải: Nghi biểu đã thành người lớn, như một quốc vương phân công ủy nhiệm cho thái tử việc nước. Quốc vương ở đây ý chỉ luân vương. Khi nhà vua sẵn sàng giao việc cho thái tử, vua sẽ dùng 4 loại nước biển
làm lễ quán đỉnh cho Thái tử. Khi lễ xong, Thái tử sẽ được hưởng vương vị. Đây nói về Bồ Tát trở thành con của Phật. Người sẽ là Pháp Vương và Phật làm lễ thọ ký cho Bồ Tát. Quốc vương kia khi tức Đức Phật khi Thái tử trưởng thành, Bồ Tát ở vào trụ thứ 10 bày ra lễ quán đỉnh gọi là quán đỉnh trụ.